Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta, cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ như Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là lời thề ta đã lập trong cơn thịnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Do vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế, vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. Lại một chỗ khác có chép rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin, nên về sau lâu lắm trong một thơ của David, Ngài lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên đã dẫn rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Vả, nếu Giô-sê đã cho họ yên nghỉ thì chắc sao không còn nói về một ngày khác nữa. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi, chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Cũng vậy, chúng ta hãy vững lòng cho đến gần ngôi ương phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.